Chăm gì đó. Trăm rưỡi 200 là cái gì vậy? Trăm rưỡi 200 là con cân, tốc độ đó. Nếu như em sống được thì sẽ đồ nét chỗ nào? Mình thôi và có khi tuổi phụ nữ cần kiến thức âm nhạc giúp cho mẹ chọn và chúng ta cũng biết rằng giai đoạn này khi mà em bé em cứ gửi chị chỉ trong nó bị phồng nha. Vâng. Chân gái chiều có chua nè. Nhớ nhớ nhớ. Đây cho nó dòng lên nghe, cho nó dòng lên nghe, cho nó tập tại nha. Được không? Nghe nó tập tại nha.